Dạ em chào anh em nha. Sáng này thì mình công việc của mình cũng xong thì mình chuẩn bị mình gã cái con xe 99 đặng mình giao đồ cho anh em nha anh em. Thì bữa nay có ông anh này cũng ở gần mình. Ông anh cũng qua mua đồ, ủng hộ đồ mình nhiều lắm. Nói chung ông mua đồ của mình rất là nhiều tiền rồi anh em. Bây giờ cái con xe này lúc trước là ảnh mua nguyên xe của mình nè. Con xe này đó mình mua nhiêu anh? Chạm 5X hả? Gần chạm 5X hả? Con xe này mua ảnh mua của em lúc trước gần chạm 50 triệu anh em. Nhưng mà thời con xe này nói chung ảnh có dọn, ảnh cũng vô đồ nhiều lắm rồi nha anh em. Ảnh lên đĩa đồ tốn cũng rất là nhiều tiền rồi. Con xe này nó lòi ra chắc cũng khoảng 7, hàng 7 hả anh hả? Con xe này luôn tiền mua xe với tiền ảnh vô, ảnh dọn mộc lại nữa. Ảnh dọn mộc là ảnh vô như là ảnh vô lên đĩa nè. Nội mà lên cái cặp bánh MTE này anh em biết rồi, căm niền trùng mã nữa, đời 2000 nữa. Là nhiêu tiền rồi. Đó. Rồi ảnh vô tùm lum hết trơn. Thì con xe này bây giờ là do ảnh hôm rồi ảnh mua của mình. Biển Cần Thơ mình luôn nha anh em. Biển Cần Thơ mình luôn, biển hơi bị whip. 10.000 nha anh em. 10.000. Đó. Xe này lúc trước bấm ra cái biển 10.000. Thì bây giờ ảnh có nhu cầu ảnh lên áo tồn. Áo này thì ảnh nhờ mình, nói chung không phải là nhờ mà là ảnh bán đứt đuôi cho mình về mình kiếm ăn. Đó, bán đứt đuôi về cho mình kiếm cơm. Thì mình ở đây mình đặng ảnh lên bộ áo tồn. Ảnh mua bộ áo tồn xanh nhớt của mình nha anh em. Đó, anh lên bộ áo tồn. Bây giờ ảnh có nhu cầu ảnh bán lại bộ áo xanh nhớt sơn ghim tem ghim và cặp bánh thắng đĩa đời 2000 đặng anh vô bánh tồn luôn. Đó, xe người ta dọn căng nha anh em. Đó, ảnh đang kiếm cây bô đích si nữa, có là ảnh bụp luôn á. Thì bây giờ mình cũng xin được bán lại cho anh em bộ áo với lại cặp bánh này. Đó, thì mình báo giá với anh em luôn. Bộ áo này á là hiện tại là sơn ghim tem ghim, có cái phần đầu đèn này á, là đầu đèn này là cái đầu hàng hàng theo xe luôn phải không? Có sơn lại phải không? Cái đầu này là cái đầu hàng theo xe, có móc lỗ đĩa nha, có móc lỗ đĩa, đầu theo xe, đầu thắng đùm, móc lỗ đĩa, sơn lại. Đó, còn bao nhiêu là áo sơn ghim tem ghim. Rồi báo giá luôn nè, bộ áo này bán giá là, bây giờ bộ áo này mình bán cho anh em, để mình cân đối. Áo màu không nghe anh em, ảnh bán áo màu không nghe, chứ đồ của ảnh, ảnh giữ lại nha, ảnh bán áo màu không à, đặng vô áo tồn nha anh em. Bộ áo này mình bán cho anh em sơn ghim tem ghim, nó lỗi. Bây giờ mình báo lỗi trước đi. Bây giờ áo này nó lỗi những cái bát như sau, hầu như là bát móc nó trên 90% nha anh em, nó lỗi. Rồi mua gùa mà cái gâu bẩn bên đây vẫn còn luôn nè, chữ U bên đây vẫn còn, nhưng mà bên đây mất nè, bên đây mất gâu bẩn này nha. Rồi một cái lỗi với lại chỗ này phải không anh? Dưới nào? Ờ, cái lỗ bự đó phải không? Ờ. Hai bên luôn phải gì? Ờ, với lại ảnh báo mà, với lại áo này nè anh em. Có một bên mà cái bát tròn tròn ở cái bẩn lớn này nè anh em, bẩn trong nè, bát tròn tròn nè, nó có bị gãy luôn hay là bể anh? Gãy nữa. Gãy một nữa nha anh em nha. Rồi, còn nhiêu bộ áo này là bát móc ok hết nha anh em. Bát móc ok hết. Bộ áo này bán cho anh em giá là 3.800.000. 3.800.000. Nha. Bây giờ mình xin đi quay chi tiết bụi nha. Áo này chùm keo rồi nha anh em. Sơn ghim tem ghim đầy 2.000. Mặt nạ nè. Áo này anh em mua về lắp thôi chứ làm gì giờ. Đó. Về trước nè. Về trước chỗ này có chạy nhẹ nha. Nào chạy thì em nói chạy nha anh em. Nói chung thì tổng thể liền lạc lắm. Xe áo này thì anh em về anh em lắp à. Cái đầu đèn này, đầu đèn theo xe sơn lại khỏi quay ha anh em, móc lỗ đĩa. Rồi, nó sao nói vậy nha. Đó, áo này anh em nào đang đi thắng đĩa mua về gấp luôn, khỏi mà có móc lỗ, móc lát gì hết trơn á. Sơn ghim, tem ghim có cái đầu theo xe sơn lại. Đó. Thấy anh em. Bỉnh độ ok hết nha, tem ghim theo xe nha. Rồi tiếp theo nha anh em, quay lẹ để cho ông anh mình nó chạy xe đi nha. Thì tới bên bẩn này,
đó, thì mình nói với anh em sơn ghim tem ghim khá là liền lạc đẹp luôn á, chứ không phải là liền lạc nữa nè. Đó, dán keo rồi anh em mua về thì lắp thôi. Bên đây là góc bửng đẹp luôn nè anh em, góc bửng bên đây đẹp luôn nè, thấy không? Còn bên đây thì bát lớn ở bát bửng này có gãy, bát lớn ở ngay bửng này có gãy chỗ này nha, nó có sao nó vậy. Có dán cánh chim cho anh em chơi luôn. Gâu bửng bên đây còn nha, gâu bửng bên đây gãy nha. Đó, gâu bửng bên đây gãy nha anh em. Bửng ngoài bên đây đẹp nè. Đó, nói chung cặp xe này nội cặp bửng không đủ tiền rồi, sơn ghim tem ghim. Đó, ở đây có hàng gốc nha, có sao nói vậy nha anh em. Khá lắm, mình sao tem ghim sơn ghim đẹp. Đó, tem 2000 thẳng băng xuống màu vàng vàng nhìn phê không? 3.800.000 cành. Bát đồ còn hết trơn nha anh em. Bát mua rùa này có nứt nhẹ nha. Hai bát thùng xăng lớn là còn yên nguyên nha anh em. Sơn ghim nha, chứ không phải sơn lại đâu nha anh em. Chùm keo để anh em thấy bóng bóng tem ghim vàng khè nè. Thẳng băng nha anh em. 3.800.000. Đây nè. Đó, sơn ghim, tem ghim. Đó, áo màu không vậy đó, 3.800.000 nha. Rồi mình cũng bát này còn nguyên luôn nha anh em. Mình cũng nói trước với anh em, áo 3.800.000 là bao gồm chỉ áo màu không, có cái đầu đèn theo xe sơn lại. Rồi. Rồi có lỗi một bên gâu bẩn bên này. Gâu bẩn bên này bị lỗi. Cái đó vậy anh em tự hàng, với một bên bát lớn ở trong cái bẩn bẩn trong nè, cái bát tròn ở đây mà nó câu với lại cái cốp này nè, rồi nó bị bể phân nữa. Rồi xong hết. Sơn ghim tem ghim khá là đẹp. Rồi, nãy giờ anh em tôi gọi lu bu hoài nó tắt hoài, thông cảm nha anh em. Lát nữa mình ghép video vô. Rồi tiếp theo nó là cặp bánh. Thì cặp bánh này bán cho anh em là bánh trước, bánh sau. Trước sau trùng mà trùng ba mã liền theo xe, căm theo xe đẹp. Đó. À, cặp bánh này á là giao cho anh em luôn con cốc km zin theo xe luôn ha. Giao cho anh em luôn cốc km zin theo xe luôn. Ừ anh. Nữa cốt trước sau anh có thay mới không? Cốt tán rồi nó giữ lại ha. Anh tính giữ lại hả gì? Cốt tán má tân. Thôi bán nhiều đó tính sao đi. Và bây giờ bán cho anh em nè, cặp bánh thì bao gồm cặp bánh không có miếng đĩa nha. Anh này anh giữ lại miếng đĩa tại vì miếng đĩa của ảnh mới thay cái chịu máy mới chát à. Đó anh giữ lại miếng đĩa. Thì cặp bánh trước sau không có miếng đĩa, có con cốc km theo xe đó, niền thì trùng ba mà niền thì trùng ba mã là quy nha, niền hơi bị cọp nha. Đó, niền theo xe này nha anh em, là quy đúp đề 2000 này nha, căm đẹp cực kỳ, cái đầu căm vàng khè à, là quy đúp nè, si âm gucci 17 × 1.2.4 là quy đúp đó. Ủa niền này anh vô cặp niền tồn của em bữa hổm hay gì vậy? Hả cái niền này nè. Phải không ông nội? Hay là quy thì ở phía sau coi coi. Ở sao cũng em là quy đúp luôn ba trùng ba mã đó. Nhưng mà niền này phải niền tồn của em bữa hổm anh vô không? Đừng có nhớ lộn nghe. À, không, cặp niền niền này niền theo xe theo cặp bánh này em nhớ em bán anh nguyên bánh lúc trước mà. Lúc trước. Còn niền tồn mới lấy là đang sơn. Có nghĩa là nữa anh vô phải không? À. Ừ. Bánh này là bánh theo xe nguyên bản nha anh em, chứ không phải vô niền vô gì nha. Đây nè, tại vì ảnh mua mình một cặp niền tồn đời 99 rồi, ảnh vô con xe này luôn đó. Si âm gucci 17 × 1.2.4 LW nè, LW Q2000 nè, chân dòi này nha, cách xa một khúc luôn nè. Căm bao đẹp, đùm sơn ghim đẹp căng nét luôn, đùm nè, sơn ghim hơi bị khét nha anh em. Cái đùm đĩa này giờ sơn ghim cỡ này giờ anh em đi kiếm không có ga đâu nha anh em. Sơn ghim hơi bị khét luôn. Đó, cái viền ở trong này chưa chày luôn nè. Thấy không? Đó, đùm đĩa đời 2000 hơi bị đỉnh. Cái đùm đĩa tồn bữa nay anh em biết cái đùm đĩa tồn mà 201 anh em biết bao nhiêu chưa? Trên 4 triệu một cái rồi nghe anh em. Cái đùm đĩa tồn mà 201 mà có cũng có khía vậy nè, nhưng mà nó đắt 201 là trên 4 triệu một cái rồi. 4 triệu rưỡi 5 triệu một cái rồi nha anh em. Siam Gucci 17 × 1.2.4 LW. Câm thì anh em nhìn anh em thấy nè, mình không có nói xạo đâu.
Câm là còn vàng khè luôn, thấy không? Chân câm là còn vàng khè luôn. Đó. Nè. Chân câm là còn vàng khè. Thấy không? Câm là còn đẹp cực kỳ nha. À, bánh này mình lấy lại vỏ ruột hay mình cho người ta vỏ ruột luôn anh? Lấy lại chứ. Lấy lại vỏ ruột nha anh em, chỉ giao cặp bánh thôi với cặp niền thôi, không có đưa vỏ ruột nha anh em, nào nói gõ nha. Tại anh chủ xe nói sao thì mình quay mình bán y chang vậy, mình bán mình kiếm lời thôi. Nói mẹ nó vậy đi cho nó tròn. Nè, ở trong đây là chưa có bung nổ gì luôn nha anh em, thấy không? Cái viền trong này rất dễ bung nổ nha, chưa bung nổ gì luôn nha. Tại vì anh mua câm niền toàn đùm trước đùm sau của mình toàn hết trơn rồi. Anh giật con xe này căng lại mà. Đó. Câm là chân vàng khè đẹp cực kỳ. Niền thì bao đâm cho anh em nha. Niền là bao đâm cho anh em luôn. Không có mục mọt gì nha anh em. Không có mục mọt gì hết nha. Bánh sau nè. Đùm sơn ghim đẹp, má đùm sơn ghim đẹp luôn. Nó dính dơ nha anh em, thông cảm nha. Đó. Đó, đùm má đùm đồ sơn ghim đẹp hết. Đó. Đùm má đùm đồ sơn ghim đẹp hết. Câm trước sau là chân vàng khè, thấy không? Chân câm trước sau là vàng khè nha anh em. Câm thì xuống cái màu sắc nó chì chì nhìn ác đạn không? Chân này vàng khè nè. Trời ơi. Đó. Dâm ông anh em. Hơi bị đỉnh. Em cố gắng em bán em phụ cho ảnh để mà ảnh có cái đồ em chơi. Bên đây đẹp luôn. Niền trùng ba mã, câm đùm niền đẹp nữa. Tôi tới công chuyện rồi, kiếm đầu gà bánh 2000 và whip đường vậy. Siam Gucci 17 × 1.4.4 LW trùng ba mã luôn, câm niền đùm đẹp hết. Đó. Siam Gucci 17 × 1.4.4 LW ha. Trùng ba mã, câm đùm niền đẹp hết ha. Nè, theo xe này nha, lỗ chân dòi này nha. Chữ nè, cách một khúc luôn nha anh em. Nè, thục về sau ha. Câm gì bây giờ anh em kiếm câm theo xe đâu có. Kiếm câm theo xe đâu mà được vàng đẹp vậy em hỏi anh em á. Bên đây là không chày luôn nè. Má đùm này đẹp cực kỳ luôn nội ơi. Đó. Cặp bánh trước sau không vỏ ruột, không có miếng đĩa, có con cốc km trước 8 bet. Liền trùng ba mã, câm chân vàng khè đẹp, đùm trước đùm sau sơn ghim đẹp, mua về lắp lên xài liền. Rồi anh em chơi liên hệ em đó, ảnh vô bánh toàn. Sắp tới anh kiếm cây bô đẹp 99 anh nhét vô nữa đó. Bộ áo thì 3.8 triệu. Rồi vậy đi nghe anh em.